Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là chiều tối ngày thứ hai, ngày 11 tháng 7 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng ha. Thì các cái đơn hàng của anh em đăng ký từ hồi 12 giờ ngày hôm nay cho tới chiều tối thì mình gửi không kịp mọi người. Mà bây mình gói từ hồi buổi chiều giờ, rồi nguyên buổi tối nay, rồi sáng mai mới đi gửi sớm nha. Chứ anh em đăng ký từ hồi khoảng 12 giờ mà mình gói khoảng 2-3 chiều mình đi gửi là mình gói không kịp mọi người. Tại vì nó rất là nhiều thứ, nó còn nhiều cái hàng của anh em đăng ký hồi sáng sớm mình gói chưa xong nữa. Cho nên là nó hơi trễ xíu ha, sáng mai mình gửi sớm nha mọi người. Thì anh em thông cảm ha, chứ nếu mà gói gấp quá thì nó lại không kỹ. Mà nó không kỹ thì nó nguy hiểm lắm nha. Thà mình trễ hơn buổi mà mình gói mốt xốp thiệt là nhiều vô. Để cho các cái... cạnh các cái góc cạnh đồ của đèn ha, nó được an toàn nhất có thể, cho đèn tới tay anh em nó còn đẹp nha. Trước mặt anh em là một cái GD 300W 8310L gửi cho anh Trần Văn Anh Việt ở số 19 đường Yassin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương ha. Thì cái địa chỉ này mình phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương là mình gửi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà anh Trần Văn Anh Việt này là lần đầu anh mua nè. Ảnh có cái nhà 4 tấm, 3 tấm anh em, nhà 3 tấm. Khá là cao. Cho nên là ảnh không có cái chỗ để bố trí tấm pin theo kiểu bình thường được. Ảnh lấy thêm 3 sợi dây nữa nè. 3 sợi dây nữa nha. Vậy là có hết 4 sợi dây. 4 sợi dây này thì nó dài khoảng 19 m. 19 m thì ảnh để cái tấm pin nó ở trên sân thượng, còn cái đèn này thì ảnh để dưới tầng trệt. Nếu mà làm như vậy thì có nhiều anh em thắc mắc là làm vậy không biết có giảm năng suất của tấm pin không, cường độ dòng điện đi xa thì nó có bị tuột năng suất gì không, thì câu trả lời là không biết nha mọi người. Hiển nhiên theo mình học hành kiến thức này kia thì ai cũng biết là dây dẫn dài thì nó sẽ có điện trở lớn, và điện trở càng lớn thì nó sẽ cản trở dòng điện càng nhiều, làm ảnh hưởng thì hiển nhiên cái đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà vấn đề là dài tới cỡ bao nhiêu thì ảnh hưởng mới đáng kể. Chứ còn mà ảnh hưởng không đáng kể thì cũng không nhầm nhò gì. Đó thì cái việc mà nói một lượt 4-5 sợi dây như thế này á, thì không phải là lần đầu tiên mình thấy đâu. Các anh em làm cũng nhiều. Nói chung anh em nào mà có nhà 3-4 tấm đều làm giống vậy thôi. Và tất cả anh em làm thì mình thấy làm thì làm thôi. Đâu có anh em nào báo cáo với mình là nó bị thiệt hại gì, đèn sạc không đủ điện như thế nào, hay là tấm pin sạc vô không tốt nếu mà dây dài đâu. Đâu có anh em nào nói đâu. Làm thì nhiều nhưng mà chưa có anh em nào mách mình cái vụ mà thiệt hại do nó gây ra khi mà dây dài hết. Cho nên mọi người cứ làm, rồi khảo sát thời gian, nếu được thì để đó, còn không được thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta dời tấm pin ra bên hông nhà hay trước nhà hay như thế nào đó, hay là tìm nơi nắng, hay là chúng ta có thể đổi cái cọng dây này lớn hơn bằng cách là, nhưng mà khó lắm mọi người. Đổi dây lớn hơn là chúng ta phải hàn lại cái ở ngoài sau tấm pin có cái hộp, ta hàn lại cọng dây đó và xuống đây chúng ta cắt cái chỗ này nè, cắt cái chỗ này nè anh em, chúng ta mới nối vô trong ha, nối vô trong đó, nghĩa là ta tận dụng cái chui này, còn cái dàn dây này chúng ta bỏ đó. Nhưng mà cái chuyện đó mình nói chơi anh em nghe thôi chứ không có xảy ra đâu đó. Anh em cứ mắc nói tiếp mấy sợi dây này vô thì nó sử dụng ok hết à, mình chưa thấy ai bị gì hết. Nhất là anh em xài cái đèn 300W JD 8300L là cái đèn nó rất là xịn, và rất là nhiều anh em mua đèn về báo cáo mình là cái JD 300 loại 1 này á là cháy nguyên đêm là chuyện rất là bình thường ha, và thậm chí nó cháy một đêm rưỡi nha mọi người. Trở lại với đèn ha, cái tấm pin này là tấm pin 55W nè, ở ngoài xa nó có mạc rồi này kia đó, đầy đủ nha. Mặt trước của tấm pin là như vậy đó anh em. Tấm poly ha, nó kết nối bằng những cell nhỏ nhỏ. Những cell nhỏ 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 nè, thấy không? Đấy, tấm pin 55W. Chiều dài tấm pin là 7 tấc 2 nha. Chiều ngang tấm pin chắc là 4 tấc 2 rồi, 4 tấc 2. Đó. Có anh em hỏi mình là tấm pin mấy tấc vuông. Thì chúng ta biết chiều dài vậy đó. Với chiều ngang vậy đó thì người ta lấy máy ta bấm vô mấy tấc vuông anh em. Chứ trong video mà mình báo mấy tấc vuông nữa thành ra mình báo kỹ quá. Mình chỉ báo chiều dài chiều rộng là anh em tự ấy ha. Rồi cái đèn á là chiều ngang á là 3 tấc 65 nè. Chiều dài á là 4 tấc 2 ha. Chiều dài của đèn với chiều ngang của tấm pin là bằng nhau.
Đấy, tại vì cái đèn với cái tấm pin này nó nằm chung một cái thùng cho nên nó bằng nhau vậy nó mới đưa vô lọt cái thùng mọi người. Nãy nó tấm pin là 55W rồi ha. Bộ pin lưu trữ trong đây là 42 mAh giờ. Thì mình có nghiên cứu mấy cái trang mạng á, nó nói là bộ pin này là 48 mAh giờ. Thực chất 48 là không đúng nha, 42 mới đúng. Tại vì mình đã tháo cái mặt kính này ra rồi và mình đếm số cell pin trong đây. Thì nó có 7 cell. 7 x 6 42, mỗi cell 6 mAh giờ. 7 6 42 thì nó quá hợp lý rồi. Chứ sao 48 được. Đó thì cái số mà của công ty đưa ra là mình cũng quên lại nhiêu rồi, nhưng mà mình nhìn là biết cái bộ pin đó là 42, báo anh em 42. Nó có là 696 con 5730 nha. 696 con LED 5730. Giá thì đó, xin đang lúc nào cũng giá không vậy á. Mặt kính cũng vậy luôn ha. Đấy, nó trong xuống như thế nào anh em nhìn. Và thứ hai ba nữa là cái vấn đề đèn này là đèn chính hãng. JDL1 cho đến ngoài sao nó dập chữ JD ở trong nhôm nè. Nó dập chữ JD ha. Đấy, trong nhôm, dập nổi nha mọi người. Không phải dán hay là vẽ gì đâu, dán vẽ hàng giả. Dập nổi luôn, ở trên nó có chữ JD Zidane đây nè. In M ha, này được in M nha mọi người, in M ha. Đấy. Và hiển nhiên là nhôm nguyên khối rất là nặng nha anh em. Rất là nặng. Rồi có anh kia chiều anh nhắn tin mình, anh nói đó giờ ảnh chuyên đi lắp, ảnh thợ mà ảnh đi lắp cho người ta đèn kia kìa, đèn hiệu kia kìa, nhưng mà mình không nói cái hiệu ra được nha. Cái ảnh vô tình lướt YouTube, anh thấy mình quảng cáo mấy cái đèn Zidane này ghê quá, cho nên ảnh kêu mình là bây giờ là bớt cho anh em thợ đi, đặng ảnh tới ảnh lấy nhiều rồi anh về anh lắp. Nói chung anh lắp quanh năm suốt tháng thì mình báo cáo với anh em là tới nhà kìa mình mới có thể bớt cho anh em một ít tiền xăng. Thấy không, bữa mình đã nói anh em rồi, anh em lấy một chục cái thì mình có thể bớt anh em được 30.000 cái, thì chục cái là được 300.000 cho anh em chạy xăng thoải mái đó. Còn anh em mà gửi bưu điện là mình thua, bớt không nổi, tại vì tiền gói băng keo công cán rồi này kia nhiều lắm. Còn anh em tới nhà mình bớt 30 có là bớt sâu lắm rồi, không bớt bớt thêm nữa lỗ mọi người, bớt 30 là bớt cực kỳ sâu luôn đó. Tại vì anh em thợ lúc nào cũng ưu tiên, anh em mà đem mấy cái đèn này lắp cho người ta mà đạt chất lượng cao rồi người ta còn liên hệ người ta mua nhiều nữa nè anh em đó. Cho nên là mình sẵn sàng để anh em giá tốt nhất để chúng ta có thể quảng bá cái thương hiệu này rộng rãi ngoài thị trường ha, đều có lợi cho tất cả các bên nếu mà càng ngày càng được quảng bá đó. Thì mình nhắc lại ha, tấm pin 55W, bộ pin lưu trữ 696 7 pin lưu trữ 42 bây giờ nha. LED là 696 con LED 5730, một dàn LED khủng khiếp ha. Bây giờ mình có thể bấm cho anh em xem. Rồi, cái pin này nhiều anh em nói nhiều anh em nhận hàng bấm chả thấy tâm hơi gì hết. Thì chúng ta lột ra giống như mình đang làm, mà lột ra xoay xoay mấy cục pin. Tại vì mình để ở trong á, nhiều khi nó bị lỏng mọi người, nó không ăn pin. Với lại pin này không phải là pin xịn đâu. Pin của hãng Zinian nó gửi đó, nhưng mà pin này là không phải xịn. Nó không phải được như pin Toshiba hay là gì đó. Nó pin này thường thôi, cho nên nó cái điểm tiếp điểm của nó kém. Ở chúng ta có thể xay 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 thôi cho nó ăn, rồi chúng ta hãy bấm nha anh em. Mình xay nãy giờ mà nó chưa ăn luôn, lát chắc gửi pin khác chứ pin này gửi không được rồi. Đấy, bấm lại nha. Đấy, bộ pin này nó hơi không ngon rồi đó. Gửi bộ pin khác. Rồi xong. Rồi xong rồi anh em. Có một chuyện kỳ lạ mới xảy ra ha, là khi mà chúng ta đổi pin khác á, đổi pin khác nãy pin màu xanh đúng không? Giờ ta đổi thành pin màu vàng nè mọi người. Thì bấm được liền anh em. Kỳ cục ghê ha. Đấy. Pin kia chắc nó lâu ngày nó hết pin hay là nó như thế nào đó. Thì trong trường hợp anh em đem về nhà mà cũng bị vậy thì anh em cứ kiếm pin khác thay vô. Chứ không có vấn đề gì ha, cục pin có 2.000 bạc gì. Đó, ta thay vô và xài thôi. Nhiều khi pin bên mình gửi nó lâu ngày quá nó bị không có ngon nữa, tiếp xúc không tốt. Rồi nó ăn điện không có như ý ha, hoặc là pin nó cạn hay sao đó thì chúng ta có thể thay pin đó. Chứ remote này dễ gì hư mọi người, mọi người đừng có để cho chó gặm mà được rồi, chứ còn remote này không có dễ hư đâu. Đấy rồi, thôi mình tới đây kết thúc video nha. Mình test đèn xong đó, anh em đam mê mấy cái đèn này cứ liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Nhớ cho kênh mình một cái đăng ký vào kênh nha anh em. Chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo.